À, xin chào cả nhà. Thì trước màn hình cả nhà đây là 363 của đường Hùng Vương, bến xe Khải Nam. Thì hôm nay Phương có đặt vé để đi sang Phnom Penh cả nhà, Campuchia. Thì vừa lên xe anh tài xế anh đã phát cho nước với khăn lạnh mỗi người một chai và một cái khăn lạnh cả nhà. Từ xuất phát từ 8 giờ, bây giờ 9 giờ 30 bắt đầu đã tới cửa khẩu Mộc Bài cả nhà. Thì tới cửa khẩu Mộc Bài này mình sẽ đưa bắt đầu hộ chiếu cho anh tài xế nhà xe, ảnh đi làm mà mình không có đi làm gì, tại vì mình đi theo xe, nhà xe sẽ lo và hỗ trợ cái thủ tục mà làm xuất cảnh qua bên Campuchia cả nhà. Tới bên chỗ hải quan làm hộ chiếu cả nhà, thì tất cả các hành khách đều phải xuống hết xe và xuống dưới rồi bên nhà xe anh tài xế sẽ đưa bên hải quan để mà đóng dấu kiểm tra, thì sau đó sẽ đọc tên từng người để mà đến nhận hộ chiếu, kiểm tra lại coi có đủ chưa cả nhà. Cả nhà thì lúc sáng là 8 giờ xuất phát, bây giờ là 9 giờ 30 cũng đã tới cửa khẩu Mộc Bài và đã đưa hộ chiếu cho bên nhà xe cách đi xong rồi cả nhà. Bây giờ bắt đầu sang qua đất Campuchia cả nhà. Thì hồi nãy là sau khi mà nạp bắt đầu hộ chiếu đưa cho bên hải quan kiểm tra tên và mình đến mình nhận, thì bây giờ là lên xe để tiếp tục qua bên ba vẹt trên cả nhà, và nhà xe sẽ ghé vào cái chỗ đưa đón khách của nhà xe và trạm nghỉ ở đó để mà cho bà con ăn cơm. Thì trong lúc bà con ăn cơm thì tài xế sẽ chờ đợi bên hải quan để mà đóng con dấu. Thì hồi nãy chỉ là thủ tục đầu tiên là mình đến mình nạp hồ sơ, nạp bắt bo hộ chiếu và đợi đọc tên từng người để mà đến nhận bắt bo hộ chiếu cho đúng người, rồi đóng dấu, đợi đóng dấu và được cái giấy thông hành để đi qua Campuchia. Thì qua Campuchia này cái giấy thông hành là không cần phải visa và được ở đó 1 tháng, thì tùy theo cá nhân của khách, mọi người mà muốn ở bao lâu thì tùy mình, nhưng mà được bữa Việt Nam, giữa Việt Nam mình mà và Campuchia thì được phép ở 1 tháng cả nha. Thì bây giờ là chạy đến chỗ nghỉ chân của nhà xe. Thì ở đây là khu này là đường phố đông, do giữa giáp danh Việt Nam mình và Campuchia, nằm tại ngay cửa khẩu hai bên giao thương qua lại nha, nên khu này nó còn phát triển. Thì ở nơi đây là sòng bài rất là nhiều, như bên tay trái của mình là những sòng bài cả nha. Tốt nhất là đừng nên vào đó dù thử chỉ 1 lần cả nha, đó là một cái sai lầm. Thì từ cửa khẩu Mộc Bài mà lên tới thủ đô Phnom Penh thì khoảng hành trình là trong hành trình của nhà xe là khoảng 2 giờ, hơn 2 giờ tới nơi cả nhà. Mà đi trên chiếc xe giường nằm này cũng thấy cảm thấy khỏe lắm. Nếu mà đi xe ngồi ngồi mấy tiếng đồng hồ thì nó sẽ mệt và ê ẩm lắm cả nhà. Đi xa thì mình nghĩ tốt nhất là đi giường nằm cho nó khỏe. Tại vì mình nằm nếu mình mệt mỏi mình cảm chán thì mình có thể ngồi dậy được. Cả nhà thì trước mặt cả nhà đây là cửa khẩu Mộc Bài. Hiện giờ là nhà xe đang chạy vô đây. Chạy vô đây cho bà con người ta dừng chân, cho bà con ăn cơm. Thì lúc nãy đi là 8 giờ tại ngã tư Sông Chánh, bây giờ là 9 giờ 30. Là 1 tiếng 30 phút đã qua tới cửa khẩu Mộc Bài. Và hiện giờ đây chỗ của mình đang đứng đây là đất của Campuchia đấy nè. Thì vừa qua bên đất Campuchia thì mặt cái nhà đây cũng có cây xăng đó, nếu mà có nhiều người họ đi du lịch bụi tự túc thì vừa qua cửa khẩu là sẽ đổ xăng, hành trình đi cũng yên tâm hơn. Thì trong cổng nhà xe này có ở bên đây là người ta bà con ăn cơm, còn chỗ này là có bán bánh trái nữa. À, cái ông bánh trái thì ở đây có bán bánh tráng, chuối, rồi bánh tráng sữa, hạt điều. Đây là cái căn tin nhỏ thôi, còn chỗ này là để đổi tiền.
Chị 1 triệu đổi được nhiêu tiền Việt tiền hả chị? 160.000. Đổi. Lấy gì ạ? À? Lấy đồ chị quét gửi cho Việt. Đổi anh chịu đi. À, 3 tờ 50 1 triệu đổi được 160 ngàn tiền kia thì cũng bằng cái tiền ở chỗ của tổng một bài. Chị hồi nãy mà em mua cái sim bằng kia, bây giờ mình muốn điện mình phải mua thẻ cào rồi vô điện hay sao vậy? À. Nói chuyện hồi nãy mới có sim 4G đó, nhưng mà cái đó đâu có điện được thôi được không? Điện được luôn hả? Nó cho mình điện bao nhiêu phút vậy? Không biết có xem nó còn có điện không. Mình cào tí cái mã này thôi. Kiểm tra xem có tiền không. Nói mua có không biết luôn. Xem của em bán đây 100 ngàn, của em đây là có 2 đô. Có 2 đô để điện hả? Mỗi chỗ là khác nhau, em cho người ta nạp tiền vô. Giờ chị kiểm tra coi coi có tiền không luôn. Bấm sao 0.7 thăng nếu, nha. Nếu không có thì em nạp tiền luôn. Sao 0.7 thăng. Thì là máy của em được 3 đô mấy nè con. Sao của chị còn á. À, 0.7 thăng nè. Dạ. Sao 0.7 thăng. Ok, điện hả? À dạ. Mua bao nhiêu? Hồi nãy mua bao nhiêu cái 100.000 hả? Không, quên. Phải mua như quên rồi. Vậy bây giờ muốn điện mua bao nhiêu? Bán 100.000 á. Mà 100.000 không có tiền mà mất 2 đô rồi đó. À, vậy bây giờ mình mua bao nhiêu cái điện nạp cho được? Có 1 đô, 1 đô rưỡi, 2 đô, 5 đô, anh lấy mấy đô? 5 đô là điện được bao nhiêu phút ta? Bao nhiêu phút? Biết không? 5 đô là 130.000 tiền Việt mình đó. Tại vì anh gọi đi đâu, gọi về Việt Nam hay gọi đó? Không, không gọi trong đây thôi. Gọi trong đây gọi được nhiều mà. Gọi được trong đây gọi được nhiều. Anh xài mạng thì đăng ký 1 đô rưỡi, còn 3 đô rưỡi để anh gọi. Không, hiện giờ cái sim này là mình xài mạng nè. Bây giờ mình muốn điện là giờ nạp vô phải không? Cái sim Campuchia đây không có cái nào mà xài mạng giống như Việt Nam. Phải bắt buộc phải nạp tiền vô anh đăng ký mạng mới được. Ừ. Chứ không có cái vụ mà nó xài mạng giống như Việt Nam, mình cái sim chỉ xài mạng không. Anh muốn gọi muốn xài mạng gì cũng được hết. Trừ khi anh nạp tiền vô rồi anh đăng ký. Bây giờ nạp mấy đô đi, lấy nó mấy đô đi. 1 đô, 1 đô rưỡi, 2 đô, 5 đô anh lấy mấy đô? Lấy 5 đô. Lấy gì á? Cho 250 của cái gì nhỉ? Nó có 97. Lấy mấy đô? 2 đô hả? Nạp tiền đi. 50 á. 50.000 thì tiền. 2 đô là 55.000 nha. 2 đô lên á. Là 5 đô. Dạ, cho em một. Cảm ơn. Piria. Cảm ơn. Dạ mà gì á? Mấy gì? Là sao mà nói vậy? Lấy mấy đô? 5 đô. Nó bạn kia. Bây giờ mình cào mình nạp vô đây xài sao kia. Quẹt một ngàn. Đấy, anh chưa đúng cái trò. Đây cút lắm. Thì sau khi các hành khách ăn cơm và kiểm tra loại hộ chiếu mình đầy đủ rồi, bắt đầu bây giờ xe đã xuất phát cả nhà, xuất phát lên tới
thủ đô Phnom Penh, chạy ngang đây là có con sông. Con sông này cũng là nhỏ thôi nha. Hay đường từ ở cửa khẩu Mộc Bài qua là qua bên đất Cam là cửa khẩu Ba Vẹt. Thì mình thấy ở bên đây người ta có trồng rất là nhiều cây thốt nốt đó nha, rồi cây dừa cũng có đó cả nhà. Thì bên tay trái cái nhà bên tay trái màn hình cả nhà đang xem đây là những cánh đồng ruộng, người ta trồng lúa rất là nhiều. Mình cứ nghĩ là bên đây thì không có trồng lúa, nhưng mà đi mới biết trồng lúa. Và chạy đến một đoạn nữa thì bắt đầu trời mưa, thời tiết thì cũng giống như bên Việt Nam mình, lúc nắng lúc mưa. Mưa lúc này là nặng hạt luôn cả nhà. Thì bắt đầu chạy qua đây mưa khoảng 15-20 phút thì chạy qua đến đoạn đường này thì trời bắt đầu nắng, trời trong mây tạnh trở lại. Ở bên tay trái màn hình cả nhà đó là những cánh đồng ruộng, người ta trồng lúa rất là nhiều. Và cây thốt nốt trồng cũng nhiều lắm cả nhà. Thì theo lịch trình của nhà xe từ Sài Gòn đến thủ đô Phnom Penh là khoảng 2 giờ rưỡi trưa là tới nơi cả nhà. Thì hồi nãy giờ từ cửa khẩu Ba Vẹt chạy lên đây cũng 1 tiếng mấy, 2 tiếng rồi cả nhà. Theo như lịch trình của nhà xe thì từ cửa khẩu Ba Vẹt là giáp danh là cửa khẩu Mộc Bài Mộc Bài của Tây Ninh nha cả nhà. Thì từ đó mà chạy lên thủ đô Phnom Penh thì nhà xe sẽ ghé dừng chân lại cho bà con cũng như là đi rửa mặt và đi vệ sinh cả nhà. Đây là cửa hàng tiện lợi của các nhà xe ghé đợi cho bà con người ta đi vệ sinh và có những món ăn vặt ăn nhanh lẹ cái này. Thì từ Năm Bên tới đây khoảng 1 tiếng rưỡi. Xin chào các bạn, xin chào nhà. Thì từ cửa khẩu Mộc Bài chạy lên tới đây là 12 giờ mấy, hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cái nhà thì nhà xe ghé lại đây cho bà con dừng chân đi vệ sinh, và ở đây cũng có đổi tiền cái nhà, đổi tiền mà mua sắm cửa hàng tiện lợi có đầy đủ luôn. Thì mình thấy ở đây có mấy nhà xe đều ghé để khách cho bà con người ta đi vệ sinh với đi mua sắm những cái món ăn vặt nhanh lẹ. Thì sau khi bà con xuống rửa mặt và đi vệ sinh xong xuôi thì bắt đầu nhà xe xuất phát tiếp. Và đoạn đường thứ hai tiếp theo là khoảng hơn 1 tiếng nữa là tới cái nhà. Thì chạy tới đây mình nhìn thấy trước mặt cái nhà là trước màn hình cái nhà đây là nguyên cái cầu giống như cái cầu Mỹ Thuận cả nhà. Nó rất là to mà nhìn nó cái cầu là cũng dài nhưng mà nó chưa bằng cầu Mỹ Thuận thôi cả nhà. Đây là cái con sông mà không biết sông này là có phải là sông Mê Công hay không. Và chạy tới đây là bắt đầu bước chân vào thủ đô Phnom Penh rồi cả nhà. Nhà san sát nhau nhưng mà không có nhà cao tầng như ở bên Việt Nam mình. Đường phố thì từ ở cửa khẩu Ba Vẹt chạy lên tới thủ đô Phnom Penh thì mình nhìn thấy là đường cũng được, có đoạn thì đường to, có đoạn thì nó nhỏ lại, nhưng mà ổ gà thì không thấy cả nhà, chưa thấy. Từ cửa khẩu Mộc Bài mà chạy lên tới thủ đô Phnom Penh cả nhà thì mình thấy hai bên dọc đường lộ cây xăng rất là nhiều. Lên tới thành phố này cũng hồi nãy giờ cũng có mấy cái xăng của nhà. Vì vậy khi mà ai muốn đi phượt bằng tự túc xe gắn máy cả nhà thì không có lo vì sợ cây xăng, cứ cách khoảng chừng vài chục km à, 20-30 km à cả nhà. Thế mình nghĩ đón cái đó thì còn đã có cây xăng này, hai bên đường lộ rất là nhiều. Ở bên trái thì cũng có một cây xăng trước mặt cả nhà đó, cây xăng đỏ cả nhà. Và bên cây xăng người ta cũng có một cái cửa hàng tiện lợi thức ăn nhanh cả nhà, có uống cà phê rồi những món ăn nhanh, ăn bánh luôn cả nhà, để mà có năng lượng tiếp tục cuộc hành trình. Thì đây là đã bắt đầu vào tới
trung tâm của thủ đô rồi. Bây giờ đợi nhà xe đưa đến cái điểm bến đậu của nhà xe thì bắt đầu là khách sẽ xuống. Hồi nãy giờ thì có một số khách cũng đã xuống rồi, họ xuống theo cái địa chỉ mà họ cần đến. Thì chạy đến đây trong cái trung tâm của thủ đô thì lần đây là lần đầu tiên thì mình thấy có một cái cây cầu vượt từ ở ở dưới thôi, cửa khẩu lên tới đây cả nhà, mới có một cây cầu vượt đầu tiên luôn á. Ở đây xe gắn máy cũng nhiều mà xe túc túc cũng nhiều cả nhà. Xin chào nhà, hiện tại là Phương vừa xuống xe tại thủ đô Phnom Penh cả nhà. Thì từ cửa khẩu Mộc Bài chạy tới đây là 3 tiếng mấy, giờ này là 2 giờ mấy cả nhà. Bây giờ Phương đón xe tiếp tục để mà vào nhà nghỉ. Mà để em đưa cái địa chỉ cho anh nghe nè. Đây là xe truyền thống, xe Honda, người ta gắn cái thùng vô, người ta chở hàng. Đó là xe túc túc chạy theo app, nhưng mà mình cần là đi đến nơi nào phải biết được để tìm hiểu những cái thông tin thì mình đi nó tiện hơn, chứ bây giờ mình đi xe đó mà người ta không biết nó tiếng Việt hay không. Xe tôi cũng có giống như Salam, giống như Salam như nào, mà nó nhỏ giống như Salam ngày xưa thời 80 đó, ở Việt Nam mình đó, nhưng mà xe này nó nhỏ hơn. Nhà thì cũng sát nhau, nhà nào cũng sát nhau, đây là tại thủ đô. Quá trời sẽ tốt, giống như sơn truyền thống ở Việt Nam vậy. Anh được mấy người con rồi? Anh được mấy người con rồi? 3 người con. Lớn anh nhỏ nhất nhiêu tuổi? Có vợ, có xong hết rồi. Có vợ con hết hả? Dạ. Vậy là bây giờ sống với 2 vợ chồng sống chung hả, hay là con ở riêng hả? Đi lại trong con cái bây giờ lại trong. À, đi đi làm mà xa, ở xa hả? Dạ. Chị nhà mà làm cái gì? Công ty. À, chị làm công ty, anh chạy xe. Anh chạy xe là lâu chưa? Ủa, mày tổ Lâu lắm hả? Rồi. Mấy chục năm không? 20 năm mới rồi. 20 mấy năm hả? Dạ. Ồ, lâu dữ ha. Sao anh biết nói tiếng Việt hay ạ? Đấy, tôi học ngôi, học nhé, trong cái khai nám á, à. Khai nám tôi không biết nói tiếng. À, nhờ trong nhà có ai biết nghe, biết nói nữa không? Nói. Có mình anh thôi chứ con với vợ đâu biết nghe nói gì hả? Không. Vậy là anh chỗ công ty Khải Nam là bao lâu rồi chạy xe đó? Lâu rồi. Lâu rồi. À, bốn. Về Việt Nam 2 chiếc, tôi mới đợi 2 chiếc. Ừ. Và giờ Việt Nam bắt đầu Khải Nam có thêm như con tin hiếu. Ừ. Mua nhà, mua đất nhiêu nữa. À. Còn mất nếu Khải Nam. À. Xe đó anh thấy đi cũng nhiều. À, công ty mua nhà đấy nhiêu triệu tiền đô la. Ừ. Hay nào mua hết rồi. Đây. Đây. Giờ đây. À, giờ bây giờ anh kiếm chỗ nào đâu? Bây giờ anh kiếm chỗ nào anh đậu tí cho anh đón anh. Đậu chỗ nào mà ta không cấm á, coi là chỗ nào thuận tiện á. Cái này xanh là đỏ. Đường từ ở dưới cửa khẩu Mộc Bài chạy lên ngay cửa khẩu Mộc Bài thì đường to cái nào.
Thì chạy qua tí nữa là con đường nó nhỏ lại, rồi gần tới thủ đô thì bắt đầu con đường nó to nữa lại. À, xin chào cả nhà, hiện tại là mình đã vô phòng nghỉ rồi cả nhà. Đây là phòng nghỉ này nằm tại cái bến xe luôn. Mình đã đặt lịch, mình đã inbox ở cái bến xe vừa xuống là bên đó đó cả nhà. Thì mình đã inbox với cái nhà nghỉ ở bên đây mà một tuần lễ, nhưng mà hiện giờ cái địa chỉ đó mấy ông túc túc chưa có tìm được, nên mình sẽ tạm vào nhà nghỉ ở đây ở đỡ một đêm, rồi tối đêm nay mình sẽ tìm lại cái thông tin cái địa chỉ của nhà nghỉ đó để mà đến nhà nghỉ đó. Thì ở đỡ đây một đêm nè cả nhà, đây là giá một đêm tại nhà nghỉ đây là 12 đô. Thì đây hôm nay review lại cái phòng ngủ 12 đô một đêm tại thủ đô Phnom Penh. Một cái giường này là cái giường đôi, một mình ngủ cũng thoải mái cả nhà. Thì ở đây nó có vẫn còn sử dụng điện thoại bàn. Đây là phòng máy lạnh cả nhà. Thì có cái tivi. Còn đây là có hai chai nước, hai cái ly giấy. Hộp giấy này lau miệng, giấy vệ sinh lau tay. Thì để hai khăn lạnh mà nãy mình mới vừa tắm xong nên xài thêm cái. Ở đây là có một cái tủ để đựng quần áo, treo quần áo. Và đây là nhà tắm đó nha. Đây là cái bồn lavabo để mà đánh răng rửa mặt. Thì nhà vệ sinh này cũng có máy nước nóng. Nói chung cái phòng này nó cũng sạch. Hồi nãy có đi coi hết 2-3 chỗ rồi. Có 2-3 chỗ rồi, nhưng mà mấy cái chỗ kia nó không có được sạch như cái này. Nó rẻ 2 đô một đêm, nhưng mà nó không có sạch như cái này cả nhà. Cái này là 12 đô đêm, còn đằng kia là nãy nó tính 10 đô đêm, nhưng mà nó không có được sạch sẽ như đây. Đây là giá nhà nghỉ tại thủ đô Phnom Penh mà cạnh nhà xe luôn cả nhà. Giờ hồi chiều này mình vừa xuống xe lúc 2 giờ chiều, là xuống xe là nhà xe bên đây nè cả nhà, nó ở phía dưới thì nó đối diện xéo xéo. Hồi đó hôm nay đến thủ đô Phnom Penh để mà muốn chia sẻ một số chủ đề mới, thay đổi tí xíu nội dung, nên đêm nay sẽ nghỉ tại chỗ này, rồi sáng mai tìm lại cái chỗ mà mình đã bóc kinh sẵn rồi cả nhà. Mình đến nơi đó là giá nó còn thấp hơn đây nữa, nó xa hơn thủ đô tí, cách thủ đô là 10 km, nhưng mà tính ra giá rất là rẻ, chỉ còn có một đêm nữa còn có 150.000 mà có máy lạnh luôn cả nhà. Do mấy người tài xế xe tút tút đó chưa có tìm được, nên tối đêm nay sáng mai mình sẽ tìm lại cái địa chỉ đó. Xin chào cảm ơn cả nhà.